dậy rất là sớm luôn á. À, bà Lộc Chí Tôn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Lộc sẽ ghi hình cho cô bác xem về cái chợ Ba Chúc nha. Mình đi cái lối này là cái mặt sau của chợ Ba Chúc, vì mặt sau nó sẽ đẹp hơn và đông đúc hơn. Rồi lát nữa mình sẽ đi ra phía trước của chợ Ba Chúc. Còn bây giờ là mình ở phía sau nha cô bác. Trước hết thì mình đảo qua một vòng cho các bác xem về cái chợ chỗ này rồi mình đi vào chi tiết. Thì cái chợ rất là dài nha các bác, đi mỏi giọt chân luôn á. Wow, đông ghê không? Chưa thấy có người đi, nhưng mà người bán thì rất đông. Quá cỡ luôn không ạ, dài thật là dài luôn đó. Nhưng mà để mình đi chạy xe ăn cái đi rồi mình đi vào chi tiết sau. Quá trời dài luôn cái chợ Ba Chúc à. Còn thấy người bán không à, chưa thấy người mua. Wow, có mấy ông sư đi khất thực nữa. Mùa mưa thì ếch quá trời luôn ha. Anh đi thâu mua ha anh. Mình đi thâu mua ếch luôn. Quá cỡ luôn rồi kìa. Cua nữa ha. Cua nữa nè, cua đồng. Cua núi nha anh. Cua đồng. Giờ này thì cô bác mới chuẩn bị dọn ra thôi. Giờ Ba Chúc thì hơi trễ hơn một chút. Quá cỡ luôn, như dài à. Mình đi vào trong chợ cho các bác xem nha. Chợ Ba Chúc. Cho nên bông hoa cũng khá nhiều. Nhảy bên đây thì mình thấy gia vị tiêu, tiêu sọ, tiêu chất lượng luôn. Cá đồng thì mình thấy mênh mông luôn. Quá cỡ luôn cá đồng luôn cô bác ơi. Nữa không?
cá chốt quá trời luôn, cá chốt bự bự luôn á. Bên đây thì cá he 65k, đương 110k. Cá lóc 55. Gào đắng. Gào đắng độc. Mình sơ ngang cho cô bác xem một cái quá đông luôn mà dài nữa cô bác, rất là rộng mênh mông luôn. Để chị ghé ra nước ngoài luôn ha. Wow, quá cỡ luôn, cá đồng luôn à. Cá chạch quá cỡ luôn, cá chạch luôn. Cá chạch ký nhiêu? 150 hả? Chưa ai mở hàng luôn. Có quay phim đăng lên lát nữa nhà báo đổ lại mua với bác. Dạ chút nữa nhiều này. Dạ lộc chi tôn. Lộc. Dạ. Rồi vô kênh YouTube Lộc Chi Tôn coi. Dạ chiều có. Lộc lộc. Dạ, cá chạch. Cá chạch nhiều quá. Em có chồng rồi. Nhưng mà em có duyên nhất trong cái chợ cá hôm nay. Ừ, là sao ta? Ồ, cá chả mà cá này, cá dảnh hay cá hắc lát chị? Dạ, cá trắng ha. Cái non lá đâu, sao không đổi vô? Thôi, để gì đi cho nó đẹp anh ơi. Cái đứa mặt ra không thì nó đẹp. Cười nó vậy. Đó, thả tim mấy coi. Cười mét cái miệng luôn. Dạ. Ồ, đã không? Vô cái gì coi được dạ? À, Lộc Chi Tôn. Lộc Chi Tôn ha. Dạ dạ. Bữa nay mấy cô mấy chị ở cái chợ cá quá trời vui luôn rồi. Dạ. Dạ, dạ, ngày mai là coi được ha anh. Chiều có rồi. Dạ rồi. Dạ. Anh quay mấy con tôm em lên bán không cho được. Wow. Cứ mỗi một mâm vậy bao nhiêu tiền? Đủ giá hết trơn anh ơi. Rồi cái thao tôm này bao nhiêu nè? Ba con có 100 thôi hả? Ừ, nửa ký luôn. Tôm càng xanh nha anh. Anh. Tôm xong luôn nè, tôm thiên nhiên. Wow. Từng dĩa từng dĩa, từng thao đẹp quá. Em bán tép đồng nữa. Dạ. Rồi cá chả nhiêu ký? Mấy?
không? 80 thôi. Em làm thì 150. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Chúc bán đắt nha. Ngày mau hết về sớm. Chị này thì cá bày ra những cái mâm như là dễ mua nè. Cá chạch rất là ngon. Tươi xanh luôn. Ồ, cá hôm nay mình thấy cá chợ này quá cá luôn rồi cô bác ơi. Cá đồng rất nhiều. Đúng là hôm nay cá rất nhiều luôn nha. Cá sông ha. Cá sông cá gì? Quay đâu quay cá không quay tao đâu quay tao lao hết. Cá giữa chợ hả chị? Wow. Tao đợi nãy giờ luôn á. Vậy đó hả? Ừ, mà tao tặng anh quay cá không thấy không? Ồ, cá chạch lấu nhiêu ký chị? 200. Cá vỏ chà hay là cá cá cào ha? Quá đẹp luôn. Căng 130 bán 200 lại 70 chứ nhiêu. Chị xả nước gà hết nước rồi đó. Ồ, bên đây nữa nè. Đúng là hôm nay cá nhiều thiệt, cá quá trời nhiều luôn. Cá chạch con mà quay mắc cỡ quá trời mắc cỡ. Cá đó mới ngon đó chị. Cá chạch con mà quay mắc cỡ quá trời mắc cỡ. Cá đó mới ngon á, cá đó mới ngon á. Quay cái chạch bự không nói gì quay chạch con. Là chợ Ba Chúc cá cá đồng cá sông nhiều quá. Quá chợ thì nhiều luôn rồi. Thấy ra từng thao từng thao dễ bán hơn ha. Để gì ta có thích dễ ha. Dạ. Mà quay lại sau lưng cái quá đông luôn. Ồ, nhìn qua nhìn lại cá quá nhiều luôn. Hai dãy luôn. Toàn là cá thiên nhiên không. Kẹt xe rồi. Bán cái vỏ gì mà nhiều dâu. Vậy dâu mít luôn. Người mẹ Việt Nam mộc mạc quá. Kia thì bên kia thì rau rau đồng không à, rau tươi rau sạch thôi. Còn thì bán mít. Ha ha ha!
chào chị. Sao đi rồi? Sao đi rồi? Mắc cỡ đi rồi. Mắc cỡ đi rồi. Hai dãy rất là dài, mình thấy cá rất là nhiều luôn quá, cá đồng không à. Cá con biển ở thấy lắm nha. Chốt cá chèn đủ các loại. Đưa tỏi hành đủ các loại luôn. Bán được chưa cô? Mới dọn ra. Mới dọn ra thôi. Cô quá vui vẻ. Rồi, có người mở hàng luôn. Bán số quay cây đưa anh Đại nói giùm cây sao mà bán tấm lợi có 800 đồng mà. Chưa được 1.000 hả chị? Bởi vì một lần cũng bán được 1.000 rồi. Đâu có 1.000 đâu mà. Dạ, bây giờ lại sụp nữa. 800 đồng mà. Chết rồi. Đổ muốn chết luôn mà lời được. Tại sao? Tại mình lấy qua một trung gian nữa hay là sao? Đúng rồi đó, mình đâu có đi công ty lấy được. Mình lấy vậy qua một ra. Qua thêm một trung gian nữa. Dạ. À. Vậy là còn có 800 đồng thôi. 800 đồng. Dạ. Được 1.000. Chưa được 1.000 nữa. Chưa. Rồi. Nói gì này nói gì ha. Vô YouTube coi. Đi đâu đây? Quá cá luôn quá ơi. Thấy nguyên dãy cá không à? Cá nhiều quá. Từ quá bự luôn. Cái này là mình bắt được hả chị? Con cá này mình nuôi hay là mình bắt được chị? Cá này là cá nuôi. Cá nuôi. Tưởng đâu lâu lâu mới bắt được con ngoài sông. Quá trời bự con cá này à. Khổng lồ luôn. Wow, cá chẽm à, cá chẽm khổng lồ luôn. Cá leo hả? Cá sông luôn á chị. Wow, cá bự quá bự luôn, cá sông luôn quá. Quá cỡ luôn, cá này cỡ mấy ký chị? Cỡ 2 ký. À, giá được nhiêu ký? 108. Ồ, cá bự nha cô á. Cá cỡ 2 ký hơn á. Cá sông nha, cá thiên nhiên. Thank you.
mình đi nãy giờ chưa hết cái dãy cá luôn đó cô bác, nhiều ghê luôn á. Cá chạch, cá chạch ngon quá, quá đẹp luôn, cá chạch luôn. Lúc mình mới đi vào thì mình cũng gặp hai sư, và mình đi đi sâu vào trong thì gặp hai sư trở ra. Bánh bánh cuốn, bánh này bao nhiêu một ký chị? Ký 50. Một ký 50 ngàn. Đi bằng bánh ướt. Bánh út, bánh ướt cuốn, bánh ướt cuốn. Dạ. Hấp dẫn quá. Đi vào bên trong cô ạ. Và tới đây thì mình thấy là đồ biển nhiều hơn cô ạ. Vào dãy bên trong này thì đồ biển vào trong đây thì nề nếp nhưng mà không vui, không nhộn bằng ở phía ngoài. Phía ngoài thì cá sông, cá đồng nhiều hơn. Và trong đây thì mình thấy đồ biển, hải sản nhiều hơn. Đảo một vòng ở chỗ này đi nhanh, tại vì chỗ này thịt heo với lại thịt gà này kia nhiều. Rồi bây giờ mình đi vào cái chợ Nhà Lồng nha cô bác. Wow, chợ Nhà Lồng còn hơi tối. Và đây mình thấy có một cái sạp khô khá là phong phú nha. Khô đủ các loại, khô cá lóc, cá sặc mỗi luôn. Và mình đi vào trong chợ Nhà Lồng cái nha cô bác. Hơi tối một chút xíu vì còn sớm quá. Wow, chợ Nhà Lồng lấy à. Trong đây thì đa phần là đồ ăn.
củ quả với các loại trong đây. Rồi mình sơ qua cái chợ Nhà Lồng, bây giờ mình chở ra nha cô bác. 26 đồng mai 26. Chở qua cái dãy bên đây thì đa số là đồ dãy bên này thì gạo có cô bán gạo, có bán gạo nứt luôn. Dạ. Gạo nứt này gà ăn chứ không phải người ta ăn, người ta ăn gạo đỏ vậy đó hả cô? Dạ. Rồi mình gạo có nứt cho gà cho vịt được. Rồi mình có ăn gạo đó không? Không, gạo này người ta ăn không được, gạo đỏ bên đó đó mới người ta ăn. Vậy đó ha. Dạ. Chúc cô bán mà bắt mau hết. Và bên đây mình thấy có một em gái đổ bánh xèo. Em gái đổ bánh xèo khéo quá. Lúc đỏ thì bên đây quay đuôi à. Đây là gạo lứt đỏ đó phải không cô? Ồ, cô bán cái gạo lứt này luôn á hả? Bán ký làm sao cô? Nhiêu? 26 ngàn. Dạ. 26 ngàn ký. Dạ. Ở đâu em đi quay đây vậy? Dạ, ở Chi Tường. Chở ra cái chợ cá Phi Nhiêu lúc nãy nha cô bác. Đây là chợ Ba Chúc thì chỉ có phía ngoài này là đông thôi nha cô bác. Phía bên trong kia thì thưa thớt hơn. Ồ, cá thiểu con cành cành thôi. Quay được bên trời. Làm
Rồi đến đây thì mình trở ra lại và mình cũng xin dừng video luôn nha cô bác. Cảm ơn cô bác đã xem video của em. Và mình sẽ chạy một vòng cho cô bác xem cái cây 300 năm tuổi. Rồi mình xin dừng video ở đây và hẹn cô bác ở tập tiếp theo là chợ Ốc Eo nha. Vì hôm nay mình đi ngày rằm ở đây, đúng ra là mình đi qua chợ Ốc Eo nhưng mà đi mình đi ngày rằm ở chợ Ba Chúc như thế nào. Đến Ba Chúc thì cô bác không thể bỏ lỡ qua cái cây giữa đường này. Cây hơn 300 năm tuổi luôn đó cô bác. Ghê không? Nằm ở giữa đường cô bác. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ đi ngang cái đầu chợ Ba Chúc cho cô bác xem cái nha. Và phía bên tay trái của mình đang đi tới là đầu chợ của Ba Chúc nha cô bác. Phía trước này thì bông hoa nhiều hơn. Ba Chúc thì xứ sở của tầm bông nha cô bác. Đây là những cây tầm bông là xứ sở của Ba Chúc. Cái rau này rau gì mà lạ quá vậy? Nhưng mà cái rau tên gì? Tiêu. Không biết tên. Tiêu. Tiêu. Lạ quá.